Em xin chào anh chị buổi sáng ha. Thì hôm nay em lại lên cái clip mới em bứng hàng ha. Đây. Lên xe luôn phải không? Đang bứng hàng về ở Đắk Lắk. Phát hiện đi tôi. Thì hoành của nó đây. Ồ này hoành lớn ha anh chị ha. 30 ha. 30 ba mấy ha. Đây. Hoành lớn anh chị. Trong một cái clip này em cho lựa 100 cây. Rồi. Em khui hôm qua em khui hết một luống đầu ha anh chị ha. Giờ cho mấy ảnh lựa. Đây, bông bông trên này ha anh chị ha. Thì hoành nó từ 18 đến 30 ha, cũng có cây 35 nhưng mà cũng ít lắm ha anh chị ha. Đó, 30 cũng được mười mấy cây trong một cái clip. 25, 24, 23, 22. Đây. Tàn tán ok lắm nha anh chị. Đây. Đó, anh chị thấy không? Cây nè, quanh này 30 nè anh chị. Cho bá luôn ha. Đó, và vậy em cho lựa ha. Một clip vậy em cho lựa 100 cây. Quanh từ 18 đến 30 ha anh chị ha. Quanh cũng bự nè. Củ có đế ha anh chị ha, em không khai thác ha. Nói chung ở đây em bán giá hữu nghị nha anh chị. Anh chị nào yêu thích mai vàng thì cứ liên hệ đến với em ha. Bông đẹp lắm nha anh chị, không có chỗ mà kho trên cây luôn. Mặt kho trên cây có nằm trên sẵn trên cây ha anh chị ha. Để về xuống đây luôn anh chị, chơi vậy luôn hả? Đi đâu không lấy dây, lấy dây chạy dài xuống đây luôn anh chị ha. Một luống ha. Đó, chờ lựa ha. Chỉ cần cây này lực lưỡng luôn anh chị, quá khủng ha. Này em bán cho lượng về là ha, sỉ là 650.000 nha anh chị. À, đây mặt bông trên cây đây đẹp lắm nha anh chị, em bán mai dạo Thủ Đức ha. À, anh chị cứ an tâm ha, đến với em cho lựa thoải mái. Chị dài xuống đây luôn nha anh chị. Em còn nhiều lắm nha anh chị, anh chị nào lên lựa thì em vẫn cho lựa bình thường ha, đến với em cho lựa thoải mái. Còn anh chị nào muốn giúp nước hai thì em sẵn sàng cũng cho luôn nha anh chị. Rồi mong anh chị coi xem ủng hộ em ha. Em xin chào anh chị buổi chiều ha, xế chiều. Thì hôm nay em lại bứng một cái một luống này luôn là 250 cây ha anh chị ha. Thì anh khách ở Đồng Nai, ảnh mua một luống luôn. Đó. Thì hôm nay em sẽ quay cho anh chị xem một cái luống hàng mai của em, quanh 18 đến 30 ha anh chị ha. Đó. Bây giờ em lên xe ba gác ra ngoài đường lộ lớn, múc ngoài này khoảng 150m ở ngoài đầu đường ngoài đó nha anh chị. Anh chị xem thì coi ủng hộ em ha. Thì em còn mấy dòng bên này nữa nha anh chị, còn nhiều nha anh chị. Đó, thì vào bên đó luôn ha. Đây mình này cũng có củ có đế nha anh chị, chi tàn nó ok lắm nha anh chị, mình lớn ha. Anh mua hết clip luôn, hết dòng này luôn. Chị tạc của nó đây. Quần lớn lắm nha anh chị. Quần này quần 30 ha. Chi tàng nó đầy đủ anh chị ha. Cao 2m. Một clip như vậy thì mua một clip dài chùi luôn thì giá nó là 450.000 ha anh chị ha. Em bao ứng lên xe.
Cái này tàn hoành 30 là tàn của nó đây. Khủng lắm nha anh chị. Có cây hơn 30 nữa anh chị ha. Chi tàn nó ở dưới từ mặt đất lên nó có một tấc nó đã có chi cành rồi ha anh chị ha. Để nó đây. Chạy dài ha, em không có khai thác. Bỏ mình khai thác có mấy cây thôi. Thì đây là vườn của em là ở ấp 2 xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh ha. Số điện thoại của em là 0909 722295 ha. Anh chị nào xem được cái clip này mong anh chị ủng hộ em nhiệt tình ha. Điện thoại đến số điện thoại của em ha.